thảm cỏ xanh thánh phụ mộc tử thất bảy xa lớt buồn phiền. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nước Anh khí trời vẫn là đại gia nhổ nước bọt đối tượng, mọi người đều nói London khí hậu một năm chỉ có hai cái mùa, một cái là mùa mưa một cái là không phải mùa mưa. Trong đó mùa mưa ở một năm bên trong khoảng chừng có 300 ngày ở nước Anh Đông Nam Bộ sai quận nơi này khí trời đặc biệt tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu sáng ở sóng biển trên, gió biển khẽ vuốt lấy bến cảng. Đám thủy thủ hát lấy bọn họ yêu thích truyền thống ca khúc chính đang dương buồm chuẩn bị đi xa, hải âu xoay quanh ở chân trời theo sát tàu đánh cá bay về phương xa. Charles rớt nhìn này một bộ cảnh tượng không khỏi nghĩ đến vị kia đã từng Âu cha phớt quốc vương Cantona một câu nói hải âu tùy tùng lấy tàu đánh cá đi đó là bởi vì bọn họ cho rằng sẽ có cá mòi bị bỏ vào hải lý ánh mặt trời bãi cắt sóng biển những này đều cùng charles không quan hệ lắc đầu thở dài xoay người đi tới cái kế tiếp chỗ cần đến tóc đen da vàng con mắt màu đen charles là một tên du học sinh đến từ trung quốc hắn tốt nghiệp từ nước đức nổi danh có thể dục học viện bởi vì một hồi tai nạn xe cộ bất ngờ để hắn từ năm 2016 trở lại năm 2011 quen thuộc con đại học quen thuộc tốt nghiệp quý người quen thuộc sinh ngã tư đường dùng dòng dã nửa tháng charles mới tin tưởng đảo ngược thời gian nguyên lai thật sự tồn tại dùng sức mạnh mẽ bấm bắp đùi của chính mình loại kia đau đớn phi thường chân thực không đây chính là chân thực thế nhưng tất cả lại như mộng cảnh như thế hư huyễn hư huyễn chính là lần trước, vẫn là lần này đảo ngược thời gian. Liên quan với chính mình trước từ con thể dục học viện tốt nghiệp đến xảy ra tai nạn xe cộ 5 năm, Charles cảm giác mình lại như là làm rồi một giấc mộng, mộng tỉnh rồi. Chính mình vẫn cứ nằm ở con đại học ký túc xá trên giường. Mặc kệ như thế nào, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Đời này Charles không có lựa chọn về nước tìm một nhà trong nước câu lạc bộ hoặc là đi một nhà thể dục công ty nhậm chức mà là dự định ở lại châu Âu. Charles coi chính mình có thể cứu vớt nhân sinh, dựa vào chính mình dẫn trước hậu thế giới 5 năm kinh nghiệm cùng ánh mắt nhất định có thể lan lộn nổi bật hơn mọi người. Vì lẽ đó, ngạo kiêu. Charles từ chối con câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Starer mời chính mình gia nhập con đội thanh niên huấn luyện nhân viên đảm nhiệm một tên đội thanh niên huấn luyện viên cành ô, Liu. Chính mình đi đến đội tuyển Bundesliga Hamburg đi nhận lời mời huấn luyện viên trưởng. Bởi vì hiện nay Hamburg là toàn Bundesliga duy nhất một nhánh tạm thời vẫn không có huấn luyện viên trưởng đội bóng không hề bất ngờ, không có một chút nào nhậm giáo lý lịch Charles không có bị Hamburg lưu lại, hắn thậm chí đều không có nhìn thấy Hamburg câu lạc bộ chủ tịch. Nơi này không để lại ra tự có nơi ta ở. Charles có bị cự tuyệt kinh nghiệm sau khi lần này học ngoan, không có trực tiếp đi Bundesliga câu lạc bộ mà là lùi lại mà cầu việc khác đi tới giải hạng hai Đức, Bochum, Brunswick, Dusseldorf, Frankfurt, Munich, 1860, Aachen giải hạng hai Đức 18 chi đội bóng hắn gần như tìm hơn một nửa, đều bị cự tuyệt. Mà một cái không hề dạy học kinh nghiệm người Trung Quốc vừa tốt nghiệp đại học đã nghĩ trở thành một nhà nghề nghiệp giải hạng hai Đức thậm chí là đội tuyển Bundesliga huấn luyện viên chuyện này cũng. Ở nước Đức bóng đá vòng tròn truyền ra. Không có cách nào, một cái củ cải một cái hố, hắn cha muốn trở thành một nhà đội bóng huấn luyện viên như vậy nguyên lai huấn luyện viên chỉ có thể bị đuổi việc vì lẽ đó nước Đức huấn luyện viên vòng tròn liền đem Charles xem là một chuyện cười. Ở nước Đức không tiếp tục chờ được nữa, Charles không thể làm gì khác hơn là đi hiện đại bóng đá khởi nguồn nơi nước Anh đi thử xem. Nước Anh đã trưởng thành 5 cái cấp bậc nghề nghiệp giải đấu, tổng cộng hơn 100 chi nghề nghiệp đội bóng, luôn có một cái thích hợp bản thân. West Ham United, Fulham, Crystal Palace, Middlesbrough thậm chí một ít League One, giải hạng tư anh đội bóng, tương tự không có một nhà câu lạc bộ mời mọc Charles nhậm chức huấn luyện viên trưởng. Cũng không ít câu lạc bộ nhìn hắn có một tấm FIFA ban phát cấp A giấy chứng nhận huấn luyện phần trên muốn mời hắn nhậm chức đội thanh niên huấn luyện viên cùng đội chủ lực phổ thông huấn luyện viên nhìn áo khoác cuối cùng trong túi 100 bảng anh, xa buồn phiền, lập tức liền muốn liền cơm đều không đến ăn. Và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy Giờ Tác bằng Window, Puppy Giờ Tác, Window, Puppy Giờ Tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL thở dài một hơi, đón lấy đi Nam Hải bờ thử vận may, nếu như cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Như vậy cha rớt liền cân nhắc trước tiên tìm một phần có thể điền no cái bụng công tác lại nói. Trải qua gần một tháng lang bạt cùng bị từ chối, cha rớt bình tĩnh lại tâm tình thật lòng suy tư một chút, hay là chính mình thật sự quá mơ tưởng xa vời. Nếu không từ đội thanh niên làm lên tích lũy một ít kinh nghiệm, thuận tiện để lý lịch của chính mình nhìn qua đẹp đẽ chút nhưng là ở đội thanh niên một đám chính là đến mấy năm đến thời điểm ưu thế của chính mình liên toàn không có a à, ai. Chà rớt vẫn cứ rất buồn phiền. Một số thời khắc gay gâu khí trời có thể làm cho tâm tình của người ta càng thêm gay gâu. Mà một số thời khắc khí trời cho dù tốt cũng không thể làm một cái phiền lòng khí táo người bình tĩnh lại tâm tình liền tỷ như hiện tại đang ngồi ở trong phòng làm việc mình thụy sĩ người Nikolai Curtis, gãi gãi chính mình ngứa ra đầu, sau đó cầm lấy chính mình Mỹ lệ thư ký đưa vào cà phê uống một hớp. Nikolai Curtis là nước Anh Champion League đội bóng sau tham tơn câu lạc bộ chủ tịch. Thụy sĩ ông chủ Marcus Lieber thu mua nhà này câu lạc bộ sau khi Nikolai Curtis ngay ở nhà này trăm năm câu lạc bộ nhậm chức mùa giải trước đội bóng thu được nước Anh giải hạng nhất, nước Anh thứ ba cấp bậc giải đấu, người thứ hai, tuy rằng không có bắt được quán quân. Thế nhưng tốt xấu bắt được một cái trực tiếp thăng cấp nước Anh Champion League tiêu chuẩn, mà không cần đi đánh vô căn cứ thăng cấp phụ ra thi đấu. Đội bóng đúng lúc ngừng lại xu hướng suy tàn cũng không tiếp tục trầm luân xuống, này vốn là là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Hơn nữa, câu lạc bộ trên dưới đang định thừa thế sông lên thăng lên hết thảy nước Anh đội bóng đều tha thiết ước mơ nước Anh Premier League đây. Mà Southampton vốn là Premier League tập đoàn bên trong một thành viên, lúc trước có thể vẫn là Premier League nhưng không may ở năm 2004 đến năm 2005 mùa giải thời điểm giáng cấp đến Championship mà lần này chính là đến mấy năm trầm luân mà trên mùa giải trước cũng chính là 2008.2009 mùa giải đội bóng càng là giáng cấp đến League One giải đấu. Tuy rằng phần lớn nguyên nhân là câu lạc bộ cao tầng biến động thế nhưng đối với đội bóng bản thân là không thể tiếp thu. Cũng may mùa giải trước bắt được thăng cấp tiêu chuẩn chỉ ở League One đến rồi một cái, hai ngày du sẽ trở lại thế nhưng cuối cùng thăng cấp lễ mừng vừa thu mua câu lạc bộ ông chủ Marcus Lieber tiên sinh tiếc nuối không nhìn thấy, hắn trở về thánh phụ, thánh mẫu vây quanh. Có điều Lieber tiên sinh lưu lại câu lạc bộ phát triển kế hoạch chính đang đều đâu vào đấy tiến hành. Cái này mùa hè câu lạc bộ đối với trụ sở huấn luyện cùng với thanh niên học viện cải tạo thăng cấp chính thức hoàn thành rồi cái trò này huấn luyện hệ thống cùng huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống hoàn toàn có thể sánh ngang premier league mấy nhà giàu có đây là sao southampton tương lai thế nhưng làm câu lạc bộ đối mặt khiêu chiến mới thời điểm mùa giải trước đội bóng thăng cấp công huân huấn luyện viên trưởng neil atkin lại bị birmingham câu lạc bộ cho đào đi rồi Mùa giải trước từ Premier League giáng cấp Birmingham bức thiết muốn trở lại Premier League trong hàng ngũ. ông chủ của bọn họ liền từ Southampton đào đi rồi có trùng cấp năng thủ. Danh sưng nêu Atkin. Atkin ở ông chủ cũ Skunthorp liên đội thời điểm liền nhiều lần trợ giúp đối phương hoàn thành rồi League One cùng ngoại hạng anh thăng cấp. mà đi tới Southampton một năm liền tức khắc hoàn thành rồi thăng cấp xem ra cái kia chết tiệt đài loan vẫn là hồng kông ngược lại cái kia quái đản Trung Quốc thương nhân coi trọng tiếng tăm không lớn cũng không có dạy học Premier League đội bóng kinh nghiệm Atkin. Curtis rất muốn, thân thiện, cho Birmingham cùng với cái kia Trung Quốc ông chủ phát hai phân thiệp chúc mừng cho bọn họ lựa chọn một phần là, mong ước bọn họ cả đời ở lại Championship. Mà một phần khác nhưng là, mong ước bọn họ sớm ngày giáng cấp đến League One giải đấu đối phương này một đào tường nhưng là quấy dày sao tham tơn kế hoạch của chính mình, có điều cũng còn tốt hiện tại là đầu tháng 7, bọn họ hoàn toàn có thể lại tìm một cái huấn luyện viên trưởng. Nếu như đặt ở cuối tháng 8, mặc dù là tân huấn luyện viên đến rồi cũng không có thời gian dẫn viên cùng rèn luyện đội hình. Mới bắt đầu sao tham tơn khóa chặt mục tiêu là La Liga Español câu lạc bộ huấn luyện viên Argentina Mauricio Pochettino thế nhưng đối phương hiển nhiên không muốn bỏ lại đỉnh cấp giải đấu đội bóng đến dạy học chính mình nhà này thư cấp bậc giải đấu thăng hạng. Chết tiệt người Argentina, chúng ta chỉ là tạm thời thư cấp bậc đội bóng, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại Premier League. Trong lòng oán thầm không ngớt Nikolai Curtis lại sẽ mục tiêu khóa chặt ở Hà Lan tịch giáo đầu Ronald Koeman trên người. Cái này Hà Lan tên mập ở cầu thủ thời đại hiệu lực qua Ajax cùng Barcelona như vậy nhà giàu. Mà ở giải nghệ sau khi lại đảm nhiệm qua Barcelona, đội tuyển Hà Lan trợ lý huấn luyện viên là Hà Lan danh soái Van Gaal môn sinh đắc ý. Tự lập môn hộ sau khi phân biệt lại đảm nhiệm qua Eredivisie đội bóng Waiter, Hà Lan nhà giàu Anh Hô Vân, Ajax, Bồ Đào Nha nhà giàu Benfica, Tây Ban Nha đội mạnh Valencia huấn luyện viên. Thảm cỏ xanh thánh phụ mộc tử thất bảy, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tuy rằng trước Ronald Coman ở Valencia cùng Eredivisie đội bóng Anma thành tích không ra sao, thế nhưng là cho đối phương mang đến một cái cắp nhà vua quán quân cùng đát cắp quán quân. Cái này điển hình thế tiến công bóng đá tín ngưỡng người phi thường thỏa mãn sau tham tơn tình huống trước mắt. Duy nhất vấn đề khó chính là đối phương có thể hay không nghe được chính mình là ngoại hạng Anh đội bóng liền không còn hứng thú cơ chứ. Nikolai Curtis đã đang suy nghĩ chính mình có phải là muốn đích thân đi một chuyến Hà Lan mời cô man, đồng thời cố gắng cho đối phương giới thiệu một chút chính mình nhà này câu lạc bộ. Tối thiểu muốn cho đối phương biết mình là một nhà có hung tâm tráng trí ngoại hạng Anh câu lạc bộ ngạch, có vẻ như như vậy vẫn là ngoại hạng anh câu lạc bộ, muốn làm sao giới thiệu đây? Nếu không thẳng thắn mời đối phương đến sao tham tơn bên này thăm một chút? Nikolai Curtis suy nghĩ lấy đối sách ở ảo tưởng mình và đối phương lần đầu gặp gỡ nên làm sao giới thiệu? Mặc kệ, hãy đi trước lại nói. Mary, giúp ta đính ba tấm đi Amsterdam về máy bay, Hà Lan, Amsterdam. Nikolai Curtis dùng trên bàn làm việc nội tuyến điện thoại mở ra bí thư mình Mary công tác máy bay riêng. Được rồi, Curtis tiên sinh, đầu bên kia điện thoại truyền ra Mary lễ phép trả lời. Cúc điện thoại Nikolai hít sâu một hồi, sau đó chuẩn bị đi tới sân bay, thế nhưng cái mông của hắn vừa rời đi thư thích ra thật ghế dựa thời điểm, trong lòng điện thoại di động vang lên. Alo, Roddick, tình huống thế nào? Cái gì? phác cùng tiếng Anh phát âm phác phác. Chết tiệt, phai not, Nikolai Curtis trong cơn tức giận, suýt chút nữa cầm trong tay điện thoại di động bị đập phá. Có điều tốt xấu hắn đã qua cái kia kích động tuổi, đặt mông ngồi trên ghế ngồi, bình phục một hồi tâm tình sau đó thông báo thư ký của chính mình đi Amsterdam vé máy bay không cần đặt trước vừa hắn nhận được đi Hà Lan đi tiền chạm đồng sự điện thoại, căn cứ tin tức mới nhất, Ronald Coman mới vừa cùng Eredivisie nhà giàu Feyenoord ký kết một phần 4 năm hợp đồng. Không nghi ngờ chút nào, Coman là sẽ không tới nước Anh, hắn tương lai 4 năm đều thuộc về Hà Lan xa suốt nhà giàu Feyenoord. Tối thiểu ở đối phương không có bị đuổi việc hoặc là hợp đồng đến kỳ trước là không thể đến sau tơn. Curtis tiên sinh cũng rất buồn phiền. Nikolai Curtis chính đang hết đường xoay sở, hắn dự định để câu lạc bộ công nhân viên nhìn một chút có cái nào nước Anh địa phương huấn luyện viên chính nhàn nhà phú ở nhà. Hoặc là đi xem một chút đào góc tường cái khác ngoại hạng Anh đội bóng có chút trùng siêu, kinh nghiệm huấn luyện viên. Vào lúc này hắn cửa phòng làm việc bị vang lên. Mời đến. Curtis tiên sinh bên ngoài có vị tiên sinh nói muốn muốn nhìn một lần ngài tóc vàng mắt xanh vóc người cao gầy mỹ nữ thư ký mary lễ phép nói rằng curtis nhíu mày không có hẹn trước hắn có hay không nói hắn là ai hắn nói hắn là đến nhận lời mời câu lạc bộ đội chủ lực huấn luyện viên trưởng mary nói rằng ác à, curtis lập tức hứng thú phấn thực sự là đánh ngáp thì có người đưa gối a là ai martin o'neill Sam Allardyce vẫn là lão Bruce, chẳng lẽ là McLaren? Curtis tự hỏi tự đáp, mây đen răng kín sắc mặt lập tức liền nhiều mây chuyển tình. Và URL bằng Window, Location, href Window, Puppy tác bằng Window, Puppy giờ tác, Window, Puppy giờ tác, Push, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, Ngạch. Thật giống, đều không đúng. Mary có chút khó khăn, trên thực tế làm vì là câu lạc bộ bóng đá công tác thư ký Curtis chống án mấy vị nàng đều nhận thức. Mấy vị tiên sinh này ở nước Anh bóng đá trong phạm vi tiếng tăm đều không nhỏ, mà McLaren tiên sinh đã từng còn dạy học qua đội tuyển quốc gia Anh, tuy rằng cuối cùng thành tích rất hố cha. Chỉ là, tha thứ Mary, cái này tự xưng đến nhận lời mời ra hỏa nàng thật sự không quen biết xem dáng dấp của đối phương thật giống là người châu á vẫn là châu á quản hắn đây ngược lại ở mary có hạn bóng đá trong tri thức không có một người gọi là đến nổi danh tự châu á tịch huấn luyện viên trường hơn nữa đối phương nhìn qua rất trẻ trung thậm chí khả năng đều không có đội chủ lực có chút cầu thủ tuổi trẻ đại chứ Mary đang suy tư làm sao trả lời Curtis, gần nhất Curtis tiên sinh tâm tình không hề tốt đẹp gì, vạn nhất nói nhầm để vị này thụy sĩ ông chủ tâm tình càng thêm không tốt vậy thì xong. Được rồi, xin mời đối phương đi vào nói một chút, Curtis cũng không biết Mary do dự cùng thấp thỏm, rất nhanh sẽ cho đối phương giải vây. Mary ngọt ngào nở nụ cười gật gật đầu, khẽ che tới cửa đi ra ngoài xin mời người. Charles đứng ở Curtis cửa phòng làm việc trước, hít vào một hơi thật sâu, nhận lời mời hơn nhiều, bị cự tuyệt có thêm sau khi Charles cũng không cảm giác căng thẳng. Ôm không thành công liền. Không thành công, không biết sợ, tinh thần gõ nhẹ hai lần cửa phòng, chờ bên trong truyền ra, mời đến, âm thanh sau khi, nhẹ đẩy cửa vào. Xin chào, Curtis tiên sinh ta tên Charles, đến nhận lời mời quý câu lạc bộ đội chủ lực huấn luyện viên trưởng chức vụ, ta có FIFA cấp A giấy chứng nhận huấn luyện, đây là ta lý lịch tóm tát. Charles rất tự nhiên đem hai trang giấy A4 đặt ở Curtis trước mặt, sau đó không đợi đối phương nói chuyện liền trực tiếp ở trước mặt đối phương trên ghế làm việc. Tư thế kia, một điểm đều không có thí sinh căng thẳng cùng câu nệ, vui mừng một bộ châu Âu nổi danh giáo đầu ở cùng đối phương đàm phán tư thế. Nikolai Curtis sững sờ, còn chưa kịp cẩn thận quan sát người đến, theo bản năng nhìn về phía đối phương truyền đạt lý lịch tóm tắt. "Ân, người châu Á, người Trung Quốc." Hắn xác định hắn không phải đến nhận lời mời bóng bàn đội hoặc là đội thể thao. "Cái gì? Chỉ có 23 tuổi." Nhìn thấy nơi này, Nikolai Curtis có chút căm tức, hắn cho rằng đối phương đây là ở tiêu khiển hắn chỉ là dựa vào đối phương quốc tịch cùng tuổi tác nếu như đối phương đến nhận lời mời thực tập sinh lời nói hay là còn có thể cho đối phương một cái cương vị câu lạc bộ huấn luyện viên trường. Hắn liền xác định không phải cố ý đến đùa giỡn ta. Tuy rằng muốn phát hỏa thế nhưng Curtis vẫn là phi thường có phong độ khẽ mỉm cười. Xin lỗi, đầu tiên tha thứ ta cũng không có chủng tộc cùng quốc tịch kỳ thị ý tứ, ở trong ấn tượng của ta ta còn tìm không tới bất luận cái nào người Trung Quốc tên. Ở bóng đá huấn luyện viên trưởng cái nghề này bên trong. Hơn nữa người mới 23 tuổi, thậm chí còn không có một ít đội chủ lực cầu thủ lớn tuổi, Curtis ẩn tại ý tứ chính là Người bị cự tuyệt. Đương nhiên, đây là văn minh lễ phép lời giải thích thay cái càng thêm thông tục một điểm lời giải thích chính là người hắn thiếu đến đùa giỡn lão tử từ đâu tới lăn đi đâu này ở charles trong dự liệu tuy rằng rất khó chịu thế nhưng hắn vẫn là xin mời đối phương tiếp tục đem lý lịch tóm tắt xem xong hay là còn có một chút hy vọng sống đây thực sự không được xem ở chính mình tốt nghiệp có thể dục đại học tinh thông tiếng anh tiếng đức tây ban nha cùng tiếng pháp nhiều nước ngôn ngữ cùng với tấm kia fifa cấp a giấy chứng nhận huấn luyện phần trên sắp xếp một người thanh niên đội huấn luyện viên công tác nên vấn đề không lớn đi nhìn đối phương cái kia phó còn có chút chưa từ bỏ ý định dáng vẻ curtis đè xuống lửa giận của chính mình sau đó thở dài một hơi tiếp tục xem tiếp hừm không sai có thể dục học viện tốt nghiệp danh giáo tinh thông năm môn ngoại ngữ rất tốt curtis sắc mặt hơi hơi tốt một chút ừm bắt được fifa cấp a huấn luyện viên giấy chứng nhận rất tốt curtis sắc mặt lại khá hơn một chút trên thực tế ở giải bóng đá nước anh đặc biệt nước anh thấp cấp bậc giải đấu bên trong cái này cái gọi là fifa cấp a giấy chứng nhận huấn luyện tác dụng cũng không lớn bởi vì ở hơn 100 con nghề nghiệp giải đấu đội bóng bên trong có rất ít huấn luyện viên trưởng bắt được như vậy giấy chứng nhận, đặc biệt nước Anh địa phương huấn luyện viên. Rất nhiều liền cấp B giấy chứng nhận đều không có, chớ đừng nói chi là cái kia mấy trăm chi nghiệp dư giải đấu cùng thứ bảy giải đấu huấn luyện viên. Tối thiểu nhìn thấy chứng thư này Curtis liền bỏ đi đối phương là đến đùa giỡn ý nghĩ của chính mình. Mặc dù đối phương dựa vào chứng thư này có tư cách dạy học một nhánh đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ đội, thế nhưng đây chỉ là cơ bản nhập môn tư cách. Chính mình vẫn cứ sẽ không cân nhắc, dù sao hắn quá trẻ tuổi. Bản thân có phong phú dạy học kinh nghiệm, đặc biệt thấp cấp bậc giải đấu xung kích ngoại hạng Anh cùng ngoại hạng Anh kinh nghiệm đã từng dẫn dắt qua Nottingham Forest, West Ham United cùng Norwich cùng Fulham thành công xung kích nước Anh Premier League trợ giúp qua Wolverhampton. Watford từ League One thăng cấp đến ngoại hạng Anh, còn giúp trợ qua giải hạng hai Đức Frankfurt, Brunswick, Serie B Livorno, Pescara, Segunda La Coruña, Santa, Numancer chờ câu lạc bộ thăng cấp đến từng người quốc gia đỉnh cấp giải đấu. Thảm cỏ xanh thánh phụ mộc tử thất bảy người đạch mỡ ở đùa ta nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nhìn thấy nơi này curtis một hồi liền bị kích thích bởi vì nhân tài như vậy chính là hiện nay sao tham cần nhất muốn hỏi hiện tại sao tham câu lạc bộ thiếu nhất chính là cái gì không phải phong phú tài chính tập trung vào bởi vì sao tham xưa nay liền không phải dựa vào bút lớn đầu tư chống đỡ câu lạc bộ huống chi ở hai năm trước Marcus Lieber tiên sinh thu mua câu lạc bộ sau khi Southampton duy trì câu lạc bộ vận chuyển liền không thiếu tiền. Cũng không phải nổi danh ngôi sao bóng đá, bởi vì sao tham tiếng tăm cũng hấp dẫn không tới ngôi sao bóng đá hàng đầu gia nhập liên minh. Hiện tại sao tham thiếu nhất chính là một cái có thể đem đội bóng dẫn dắt đến ngoại hạng Anh huấn luyện viên không nghi ngờ chút nào lý lịch tóm tắt trên hình dung vị này chính thức hiện nay sau tham tơn thiếu hụt nhất. tuy rằng không phải giải nghệ ngôi sao bóng đá đổi nghề làm huấn luyện viên thế nhưng tốt nghiệp từ danh giáo hơn nữa còn có lấy cấp A giấy chứng nhận huấn luyện phong phú thứ cấp bậc giải đấu thăng cấp đến Premier League lý lịch điển hình học viện học thuật lưu phái A chỉ là Xin thứ cho ta mạo muội, có như vậy phong phú cùng hoàn mỹ dạy học lý lịch thế nhưng ta thật giống chưa từng có nghe từng thấy tên của ngươi. Hạ, Lạc, đây là tên vẫn là tính. Hơn nữa 23 tuổi, mặc dù ngươi vừa sinh ra liền bắt đầu dạy học đội bóng, đến ngươi hiện tại nên cũng chưa hoàn thành nhiều như vậy đội bóng dạy học chứ? Curtis hơi nghi hoặc một chút, không, nói chuẩn xác hắn là phi thường hoài nghi. Charles có chút thấp thỏm nói rằng. Không, ngươi hiểu lầm, đây là bóng đá quản lý bên trong thành tích. Bóng đá quản lý, Curtis rất nghi hoặc. Chính là cái kia khoản nổi danh bóng đá quản lý người game, thế ra game cùng OPTA số liệu công ty khai phá cái kia ngôi thứ nhất mô phỏng game. Charles giải thích, Curtis, ta có 5 năm player kinh nghiệm, ở trong game dạy học quá nhiều cái giải đấu cùng đội bóng, dạy học vượt qua 30 mùa giải. Charles tự hào nói, một điểm đều không có chú ý tới sắc mặt đã biến thành đen Nikolai Curtis. Người đạch mỡ, ở đùa ta, Curtis mạnh mẽ đem lý lịch tóm tắt ngã tại trên bàn, hầu như là gầm thét lên đối với Charles quát. Charles theo bản năng rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí một cho cái kiến nghị. Nếu không để ta gia nhập huấn luyện nhân viên từ một cái phổ thông huấn luyện viên làm lên thế nào lăn nam hải bờ đường chân trời có bao xa ngươi liền lăn bao xa Curtis chỉ vào Charles phía sau văn phòng khung thành lần thứ hai gào thét nếu không đội thanh niên huấn luyện viên cũng được Charles yếu yếu làm lần gắng sức cuối cùng Curtis đã bị trước mắt người trẻ tuổi này khí vui hắn nói rằng chúng ta nhà này câu lạc bộ nhỏ có thể mời không nổi ngươi, đến sau tham tơn quá mai một ngươi tài hoa. Như vậy đi, ngươi đi Chelsea thử xem, nghe nói ngà ông chủ đối với Boas không có hảo cảm. Nếu không đi Man City, nha, đúng rồi còn có Liverpool. Cứ việc Dan Glees là đã từng an phiêu quốc vương, thế nhưng liên tục hai cái mùa giải vô duyên Champion League Bắc Ireland người soái vị đã tràn ngập nguy cơ charles làm sao nghe không hiểu cái này thụy sĩ lão trào phúng mùi vị thở dài một hơi xem ra chính mình muốn rơi vào khủng hoảng kinh tế đứng dậy chuẩn bị rời đi đi cái khác câu lạc bộ thử xem vận khí lần này không muốn không biết trời cao đất rộng trực tiếp đi nhận lời mời huấn luyện viên trưởng xem trước một chút người ta thiếu không thiếu đội thanh niên huấn luyện viên đi chờ đã một thanh âm truyền vào Charot lỗ tai, hiển nhiên không phải vị này câu lạc bộ chủ tịch thay đổi chủ ý, bởi vì âm thanh này đến từ một vị nữ sĩ. Charot quay người lại liền nhìn thấy một vị nữ sĩ. Ân, Đại Thầm, Ân, Mập Đại Thầm, một vị phụ nữ trung niên, Charot tính toán đối phương có ít nhất 200 cân. Người đến nhận lời mời huấn luyện viên trường. ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện chi tiết nhỏ mập đại thẩm tuy rằng người trường rất bình thường thế nhưng charles cảm thấy nàng nói lời này lại như là tiếng trời giống như vậy này không quan hệ đối phương tiếng nói này có liên quan với đối phương nói tới ra cái gì charles cùng curtis hai người chăm miệng một lời hai người tuyệt đối không tính là bạn gay tốt thậm chí trước nói chuyện cũng không thể xem như là thân thiện không giống chính là Charles trong lời nói mang theo kinh hỉ, mà Curtis trong lời nói tiết lộ lấy kinh ngạc cùng khó mà tin nổi, còn có một chút tức giận. Và URL bằng window Location, Herep, Windows, Puppy Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, Puss, Zonet, 7254X, BGSSP 7254U, URL ơ tiểu thư cái tên này vị tiên sinh này một điểm dạy học kinh nghiệm đều không có hơn nữa hắn như vậy tuổi trẻ Curtis cứ việc không quá cao hứng thế nhưng đối với vị nữ sĩ này cũng không dám dễ dàng phát hỏa hắn lễ phép muốn giải thích cho đối phương nghe ơ đánh gãy Curtis đưa tay ra ta tên Katarina Lieber, nhà này câu lạc bộ là phụ thân ta hai năm trước thu mua, ở hắn tạ thế sau khi liền đem câu lạc bộ giao cho ta quản lý. Cha rớt máy móc thức cùng đối phương nắm tay, nghe thấy đối phương nói phụ thân tạ thế sau khi lại máy móc thức nói một câu. Ta rất xin lỗi. Lo lắng đối phương hiểu lầm chính mình lời này là ở từ chối vừa đối phương phát sinh nói một chút chi tiết nhỏ mời, vì lẽ đó cha rớt lập tức lại tiếp một câu đối với ngài phụ thân hắn là một vị vĩ đại câu lạc bộ ông chủ libber nói câu không liên quan sau đó nói nổi lên huấn luyện viên trưởng vấn đề ta có mấy cái chi tiết nhỏ điều kiện số một câu lạc bộ bán ra cầu thủ mỗi một vụ giao dịch đều phải trải qua tầng quản lý đồng ý hoặc là ngươi thuyết phục tầng quản lý đồng ý tuy rằng ở nước anh huấn luyện viên trưởng quyền lợi rất lớn bao quát tuyệt đối chuyển nhượng giao dịch quyền thế nhưng chúng ta đối với ngươi cũng không biết vì lẽ đó ta rõ ràng quê nhà ta có cú ngạn ngữ lòng hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người charles biểu thị hiểu rõ Thứ hai, mua vào cầu thủ lớn hơn 3 triệu giao dịch đều cần câu lạc bộ đồng ý. Thứ ba, cho trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng càng nhiều cơ hội. Đệ tứ, người hợp đồng làm một năm kỳ hợp đồng. Lương tuần vì là 8.000 bảng Anh. Nếu như chiến tích không tốt, câu lạc bộ có quyền giữa đường sớm ngưng hẳn hợp đồng mà không cần phó một phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đồng thời ở một năm sau khi đội bóng biểu hiện không tệ, câu lạc bộ ở điều kiện tương đương nhau có ưu tiên ra hạn hợp đồng quyền lợi, Katarina Lieberer cuối cùng nói rằng. Nếu như ngươi có thể đồng ý trở lên điều kiện như vậy bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là sao Tham Tơn huấn luyện viên tối thiểu đang không có bị đuổi việc trước một năm trong vòng ngươi đều là. Ta tin tưởng ta có thể ở một năm không, ở mùa đông kỳ chuyển nhượng thời điểm thì có năng lực kiếm lấy một phần hợp đồng dài hạn, Charles tự tin nói rằng. Hiện tại đối với hắn mà nói, những vấn đề này đều không là vấn đề. Chỉ cần có cái cơ hội, bao ăn bao ở cho điểm sinh hoạt phí đều thành. Nội dung vở kịch xoay chuyển tình thế, Charles suýt chút nữa chưa kịp phản ứng, suýt nữa học Curtis hống trên một câu, người đạch mỡ. Ở đùa ta, cũng còn tốt Charles tự chủ rất mạnh mạnh phi thường tối thiểu xem a v có thể cố nén không đi máy bay curtis ở một bên rất muốn ngăn cản này một hồi giao dịch thế nhưng hiển nhiên hắn không tốt lắm ngay mặt trực tiếp từ chối ông chủ của chính mình dù sao mình tiền lương đều là đối với mới phát mùa giải mới phí chuyển nhượng là ngàn vạn bảng anh nếu như đội bóng biểu hiện tốt nói tỉ như có ưu thế tranh thủ một cái ngoại hạng anh ra trận khoán ở mùa đông trước cửa sổ thời điểm hội đồng quản trị có thể xét cân nhắc thêm vào một phần bổ sung đội bóng thực lực. Nếu như đội bóng thành tích không tốt, ta nghĩ người khả năng không có cơ hội đợi được mùa đông chuyển nhượng, Katarina Lieber mỉm cười nói. Charles nhún nhún vai, biểu thị tán đồng đối phương lời này tuy rằng chúng ta mới vừa từ giải hạng nhất thăng cấp tới, thế nhưng ta nghĩ để ngươi rõ ràng chính là chúng ta sao tham tơn không phải một nhánh ngoại hạng anh thăng hạng, xưa nay đều không đúng. Vì lẽ đó ta muốn cầu bất luận như thế nào đội bóng phải có cường giả phong độ mà không phải đem mình định nghĩa làm một chi ngoại hạng anh thăng máy đội bóng. Cuối cùng lời này Liber nói phi thường nghiêm túc. Charles có thể cảm nhận được đối phương dã tâm, hay là đối phương không có chỉ định nói cái này mùa giải nhất định phải thăng cấp. Thế nhưng nếu như Charles muốn ở mùa giải sau khi kết thúc không đến nỗi lần thứ hai thất nghiệp, cái này mùa giải đội bóng xếp hạng nhất định phải ở vào bảng tổng sắp trung thượng du. Ta vẫn kiên định cho rằng nước Anh Premier League nơi đó mới là Southampton nên chờ địa phương, Charles nói rằng. Katarina Liberer hiển nhiên đối với Charles lời nói này rất có hảo cảm. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, sao tham tân chủ mới huấn luyện viên Charles tiên sinh, hợp tác vui vẻ, Liberer nữ sĩ, người có thể gọi ta Katarina. Một cái tát che hai mắt của chính mình, Nikolai Curtis tiên sinh cho rằng đây là hắn cả đời này gặp tối một ngày điên cuồng một người điên như thế tốt nghiệp đại học sinh dựa vào một ít ở trong game kinh nghiệm đã nghĩ đến dạy học một nhánh tương lai Premier League cấp bậc đội bóng. Mà càng thêm làm người điên cuồng chính là nhà này đội bóng ông chủ cuối cùng lại. Đồng ý, Charles hài lòng cầm một tờ đội bóng tư liệu, sau đó do câu lạc bộ công nhân viên dẫn dắt lấy đi hướng về câu lạc bộ chuẩn bị cho hắn nhà trọ. Thảm cỏ xanh thánh phụ mộc tử thất bảy Charles. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Không phải ta điên rồi, chính là thế giới này điên rồi, Curtis tiên sinh suýt chút nữa không có nổi khùng. Katarina Lieber tiểu thư nhưng là cười cợt. Đàn ông các ngươi không phải thường nói bóng đá là một hạng có cảm xúc mãnh liệt điên cuồng vận động sao? Hiện tại ta nghĩ chúng ta có cảm xúc mãnh liệt, Curtis. Không phải sao? Nikolai Katarina quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt đau khổ Nikolai Curtis. Curtis cười khổ nói, ta nghĩ chúng ta chỉ có người điên, đừng như vậy, Nikolai. Ngược lại chúng ta vẫn không có huấn luyện viên trưởng, không phải sao? Hiện tại ngươi không cần vì huấn luyện viên trưởng việc này đau đầu, ngươi có đầy đủ thời gian đi tìm một cái ưu tú mà thích hợp chúng ta câu lạc bộ huấn luyện viên. Một cái mùa giải thời gian lẽ nào còn chưa đủ sao?" Katarina nói rằng. Nikolai Curtis rõ ràng Katarina ý nghĩ, xem ra tên tiểu tử này ở đây làm không dài. Số may một ít lời nói khả năng có khả năng đến cái này mùa giải kết thúc, vận khí không tốt lời nói nửa cái mùa giải liền đi người. Sau khi có thể để cho trợ lý huấn luyện viên thế thân nửa cái mùa giải, sau đó mùa giải tiếp theo chính mình chiêu mộ huấn luyện viên là có thể tiền nhiệm cho tới người trẻ tuổi này ra hạn hợp đồng độ khả thi. Trừ phi hắn có thể dẫn dắt đội bóng bắt được thăng cấp Premier League tư cách tối thiểu cũng là một cái thăng cấp phụ ra thi đấu tư cách. Curtis có thể không coi trọng cái này không có bất kỳ kinh nghiệm nào newbie huấn luyện viên trưởng, hiện tại Curtis chính đang khẩn cầu Thánh Mary phù hộ. Cái này mùa giải đội bóng đi tới không muốn lại giáng cấp, không phải vậy mùa giải tiếp theo huấn luyện viên trưởng lại không tốt tìm thảm cỏ xanh thánh phụ mộc tử thất bảy sẽ không nói tóc sâu phiên dịch không phải thật huấn luyện viên. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Năm 2011 ngày mùng 8 tháng 7, đây đối với cha Rớt tới nói là đáng giá kỷ niệm một ngày. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ chính thức trở thành sao tham tơn nhà này có trăm năm lâu đời lịch sử câu lạc bộ huấn luyện viên sáng sớm liền đi đến câu lạc bộ Charot không có trước tiên đi nhìn một lần huấn luyện nhân viên đồng nghiệp mới môn. Cũng không có đi phòng thay đồ bên ngoài sân huấn luyện chờ đợi các cầu thủ về đơn vị. Mà là tùy theo trụ sở huấn luyện nhân viên quản lý mang theo hơi hơi đi dạo một vòng Southampton Staplewood trụ sở huấn luyện nơi này cho Charot ấn tượng đầu tiên chính là lớn. Đệ nhị ấn tượng chính là chuyên nghiệp phía nam là sao tham tơn thanh niên trường học, rất xa liền có thể nhìn thấy một đống lớp học đứng vững ở một khối loại nhỏ huấn luyện bãi cỏ bên cạnh. Căn cứ nhân viên quản lý đã 65 tuổi lão Sam giới thiệu thanh niên trường học chọn lựa phi thường nghiêm cẩn. thăm dò cầu thủ chọn những người có bóng đá thiên phú cùng say mê bóng đá cái này vận động hai từ tiến vào trường bóng đá. Ở bình thường trong khi huấn luyện ngoại trừ liên quan với luyện tập bóng đá cá nhân kỹ thuật ở ngoài, đội bóng phi thường chú trọng bọn nhỏ đoàn đội phối hợp tinh thần. Đồng thời vì cho những người sau đó có thể không lấy được nghề nghiệp hợp đồng thiên phú bẩn cùng bọn nhỏ lưu điều đường lui, nơi này còn phi thường chú trọng bọn nhỏ văn hóa khóa bồi dưỡng. Trên căn bản bóng đá và văn hóa khóa từng người chiếm được 50% tỷ lệ nghề nghiệp bóng đá là một cái tàn khốc con đường bởi vì các loại nguyên nhân cũng không phải mỗi người đều có thể dựa vào cái này sinh hoạt bọn họ rất nhiều người ở mười mấy tuổi thời điểm khả năng liền muốn rời đi nghề nghiệp bóng đá thế nhưng người như vậy ở hắn từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc bóng đá có thể nói bọn họ ngoại trừ bóng đá cái khác đều sẽ không đến xã hội trên đều không thể rất tốt sinh tồn vì lẽ đó tại chức nghiệp bóng đá phát triển tới hôm nay như vậy khoa học cùng nghiêm cẩn thời đại văn hóa khóa là hết thầy bóng đá huấn luyện trường học không thể thiếu thế nhưng ở charles trong ký ức còn có rất ít câu lạc bộ văn hóa khóa chương trình học chiếm cứ bọn nhỏ một nửa thậm chí là hơn một nửa thời gian học tập phần lớn câu lạc bộ văn hóa khóa đều chỉ là chiếm cứ trong đó trăm phần chi ba bốn mươi Marcus tiên sinh là một vị người tốt, những này đội thanh niên cùng huấn luyện cầu thủ trẻ trường học xây dựng đều theo chiếu Marcus tiên sinh trước người căn dặn cải biến. Nơi này nắm giữ toàn nước Anh đứng đầu nhất huấn luyện cầu thủ trẻ thiết bị cùng hoàn cảnh, rất nhiều máy móc đều là từ nước Mỹ nhập khẩu. Dinh dưỡng sư, thể năng sư, đội y những thứ này đều là Marcus tiên sinh lương cao xính đến chuyên nghiệp nhất. Hơn nữa còn có hai tên thăm dò cầu thủ thời gian dài theo dõi khảo sát đội thanh niên các cầu thủ huấn luyện tiến triển, có người nói Marcus Tiên Sinh muốn cùng một nhà cái gì số liệu công ty hợp tác. Chỉ là đàm phán còn chưa có bắt đầu, Marcus Tiên Sinh liền trở về thượng đế ôm ấp, Marcus Tiên Sinh thật sự tốt vô cùng. Đã có tuổi lão Sam vừa bắt đầu nói chuyện thì có dừng không được đến xu thế, lão nhân đều có lại nhải tật xấu thế nhưng charles cũng không có đánh gãy lão sam ý tứ tùy theo lão sam nói liên miên cẩn nhằn mang theo hắn đi một chút nhìn charles đã từng đi đến nước đức rất nhiều trong câu lạc bộ đi học tập quan sát qua ở nước đức huấn luyện cầu thủ trẻ kế hoạch cải cách sóng lớn chiều dưới